Vâng, Galaxy xin mến chào các bác nhé. Và hôm nay em Minh xin phép giới thiệu đến các bác anh em một model đẩy là chuyên trị tất cả các dòng súp trên đất nước Việt Nam mình, nhà chuyên trị súp kép đấy các bạn. Dòng đẩy với công suất cho ra là 2000W một kênh để đánh cực tốt những cặp súp kép con 100, 115 và con 125 các bác nhé. Nhà dòng súp khó tính nhất trên thị trường. Và đối với bản đẩy này thì quay Hùng với sát vào đây. Đối với bản đẩy này thì bác biết thì bản 2022 thì cái phiên bản này mới ra được hơn năm, nhưng cái bản 2022 nó bản KD2000. Và đối với bản hôm nay Hiếu Minh xin giới thiệu phiên bản 2023 thì được cải biên hơn, đó là về chất âm đó nhá, về chất âm được cải biên hơn, đó là phiên bản KD2000 Plus. Và nói đến các dòng đẩy nói chung, nghe đánh súp nói chung, ở đây em Hiếu Minh ví dụ chi tiết luôn, nó súp đánh chung thì bên em đang sở hữu cho mình với tất cả model đẩy của các hãng nhập khẩu như PS, TD, Adni, AP, DB, Gutin và JD. Nhà bên em đang bán tổng cộng là 7-8 thương hiệu full mã, và bên em đổ xỉ, đổ buôn, đổ lẻ với tất cả anh em thợ thuyền hay cửa hàng có nhu cầu mua sắm nhé. Và báo cáo biết thì đối dòng đẩy này thì em rất là kết, vì gì ạ? Vì bán nhiều thương hiệu vậy thì mình đúc kết là tất nhiên đối dòng DB thì cũng có mẫu đẩy thì sẽ không để chất lượng bằng một số hãng khác, nhưng đối với con đẩy đánh súp này em đánh giá là con đẩy hay nhất trong các dòng đẩy đánh súp nhé, hay nhất ạ. Tại vì sao ạ? Vì nó sử dụng là mạch class TD là đầu tiên. Mạch class TD thì nó cho ra cái tính súp nó rất là dày, và cái thứ hai dòng đẩy này, cái sử dụng MOSFET của nó ấy, là MOSFET Sorto, nên là cái tính súp cho bác tính nó rất là dày và hay đúng nhá, đầy nhau nhá. Đấy, và cái này kể anh em thợ hay những bác nào thợ lão luyện về hiểu biết về mạch thì bác biết rồi. Đấy, và đây là em đánh giá khách quan vì bên em bán nhiều đẩy đúng nhá. Em quay xa tí. Đây bác nhìn model này thì nó rất đẹp này bác này. Em có thể zoom lên ấy. Đấy, zoom lên biết chỉnh không? Ở đây này thì bác thấy này, trong sản phẩm DB Altic thì đôi em rất tiếc đó là về hình dáng. Một con đẩy chất rồi thì bác thì phải nó cũng phải đẹp nữa, đẹp. Với dòng này thì cũng khá là nặng nhé, khá nặng vì nó sử dụng mạch class DD, nó sử dụng nguồn xuyến mà. Trọng lượng nó dường hơn 30 mấy ký, 36, 37 ký đó. Đấy. Và mặt trước mặt phay nhôm này bác nhìn, nó nhìn rất là sang nhé, mặt đằng trước mica này, hai nút núm đây. Sản chính hãng của DB thì đây, cùng quay vào đây cho anh. Thì đây này thì bác nhìn vào mã kích hoạt này. Kích hoạt này và một tem đây, tem là cơ. Em zoom về không ấy, zoom không, đứng xa tí. Đấy. Em sẽ tí anh mở nội thất cho bác xem nhá. Em thì Minh là bán hàng là em gần 100 nha, tất hầu như tất cả mã đẩy em đều mở ruột, dù nó ở thiết kế mạch nào, vì nào. Dù cái kế mạch nào TD hay D thì nó đều có đặc điểm là gì ạ? Một con đẩy chất, một con đẩy xịn thì cái linh kiện nó rất là xịn, và đây, hôm quay sắp vào đây. Bác đẩy một con đẩy mạch class TD thì bác đi này, thứ nhất là nguồn đồng to bằng mắt. Đây là thùng size 3U nhá. Và MOSFET của nó này, đây là phiên bản bản nâng cấp và đàn anh của KD1500 bác nhá, thì cái lượng xóa MOSFET nó cũng nhiều hơn bác nhỉ, nguồn nó cũng lớn hơn và xóa MOSFET nhiều hơn. Đây ở đây bắt ốc ở đây rồi, bác nhìn rất là xóa MOSFET của nó này. MOSFET có tức là xóa Toshiba nhá, Toshiba của Nhật Bản luôn nhá, dòng này rất lắp ráp tại China. Đấy, có lưu ý cho em nhé, sản phẩm chính hãng nhập khẩu, sơ quy đàng hoàng. Mạch class DD bác để những con một con đẩy chất thì bác để tương con sò này, nó rất sắc nét luôn bác nhỉ, rất sắc nét luôn nhé, rất sắc nét, thanh là nhiệt nó cũng rất sáng nhá, và nó dày đều. Đấy, cả linh kiện Hùng quay về phần linh kiện này, bác nhìn không, tất cả chở nó ấy, chở năm mạch gối ngược và cái thiếc của nó, bác nhìn thiếc nó cũng rất sáng nhá, nó xịn thì bác zoom lên cho thì bác nhìn không, nó làm tỉ mỉ chi tiết vào cái phíp của nó, phíp mạch đẩy nó rất dày bác nhìn không ạ. Nó làm bác nhìn khi đối bác để những con đẩy rẻ tiền trên thị trường, tất nhiên còn rất nhiều các dòng đẩy khác nhau, con đẩy rẻ tiền cũng ở phân khúc tầm 5-6 triệu thôi, 6-7 triệu bác mở ra, anh em mở ra review bao rồi bác biết đúng không ạ, tất nhiên tiền nào phải đấy thôi. Thì bác nhìn con đẩy chất này thì bác nhìn vào từ cái phíp của nó này, nó sắc nét chi tiết đến từng góc cạnh nhé, góc cạnh từ con linh kiện thôi. Đấy, nó đã khác biệt rồi, khác biệt một trời vực luôn. Đấy tại sao nó cái dòng này thì nó không phải đến về sò, vì dòng này nó sử dụng là mạch class TD lên, nó những cái con này gọi là MOSFET khuếch đại bác nhé. Và nó sử dụng cho mình nó số lượng tụ nó không nhiều, nhưng bác tại sao nó không nhiều nhưng mà nó chất lượng đâu ạ? Đây này, khi bác nhìn vào cái tụ nó này, cái tụ nó nhá, là sử dụng cái tụ như một cái lon coca đấy bác nhá. Đây hàng nhập về nhà, lúc nhà máy sản xuất là tháng 12 2022, nghe nhập về là 2023, phiên bản 2023 bác nhá. Đây là lúc người ta lắp ráp cái tụ này đã sản xuất ra hàng cuối 2022 đầu 2023 rồi, thì lúc vẫn nhập khẩu về đây là 2023 luôn các bạn. Đấy, và bác nhìn chỉ số tụ rất là lớn này, 200V nhé, nó gấp đôi so với con tụ thông thường, nên nó không cần phải nhiều tụ bác nhá. Đấy, quần cạp với ne chở với dòng này có cả chế độ chống chập trên loa. Các bác chơi con đẩy sản phẩm của DB Altic thì bảo hành lên đến 2 năm và một ở một trong
3 tháng đầu. Đấy. Và đối dòng này thì cực kỳ bền. Các bác kể chơi ngoài 2 năm thì em với mình cũng đưa bảo hành cho anh em luôn. Đấy, thoải mái luôn đấy. Vì giờ sản phẩm DB thì tất nhiên là cũng có rất nhiều sản phẩm nổi trội nha, nó điểm nhấn của nó nổi trội, nhưng bản thân con đẩy hôm nay là điểm nổi trội mà em đánh giá rất là cao, hay nhất trong phân khúc đẩy nhập khẩu bên em đang bán. Vì bên em bán rất nhiều mã nên đánh giá rất khách quan nhá. Còn đối một số mã thì cũng tất nhiên cũng một số đặc điểm, mã của phân khúc hai kênh nhỏ nhỏ ấy, công suất nhỏ thì cũng có nhược điểm là tiếng so với các mẫu khác thì nó hãng khác thì nó không bằng, nhưng mà riêng đối con này thì tiếng rất là hay. Đấy. Và giá tầm tiền và cái độ ổn định của cái hãng DB này, độ ổn định cũng rất là cao. Các bác đi show sự kiện rồi bác chơi con đẩy thì nó phải liên quan độ ổn định, tiếng nó hay rồi nhưng phải độ ổn định để bác chơi nó an tâm bác nhá. Chứ bộ mấy bác có mua ở phân khúc con đẩy nó kém hay nó không đủ ổn định cao, bác đi chơi không may nó xịt mất cái show của bác, mình nhỡ mất một cái show hai show đấy bằng tiền con đẩy rồi, đúng không ạ? Nên bây giờ bác mua cố gắng những con phân khúc nào phân khúc và khá là cao cấp, đều phân khúc ở phân khúc bán cao cấp, mà cái mức giá thì em đưa ra mức giá cực tốt, anh em liên hệ nhá, mức giá cực tốt luôn. Đây, hai quả gió tự nhiên này. Đối với mạch KTD thì quạt gió chạy rất là êm các bạn, rất là êm. Nói chung về đánh giá chung của con đẩy này thì em đánh giá là đạt đến 9 điểm nhá. Về độ đẹp 10 điểm cho độ đẹp và 9 điểm cho chất lượng. Em không dám nói đến 10 điểm cho chất lượng thì nghe nó ngại ngại, nhưng mà được 9 điểm cho chất lượng và 10 điểm cho độ đẹp như là gần như là đạt vào vòng hoa hậu rồi, hoa hậu nhá, hoa hậu đời. Mẫu này thì em thiết kế rất là đẹp về cái phần tấm nhôm đằng trước này, rất sang chảnh, nó không quá nặng. Đấy. Và cái thứ hai là tiếng ra rất là hay các bác nhé. Và hôm nay em mình review chi tiết đến phiên bản đẩy 2023. Với dòng này thì có thì đàn ping nó rất là lớn nhé. Dòng này hai hộp thì bác. Đây là đàn phiên bản đàn anh của dòng đẩy KD 1500 nhé. Mặt model ngoài ở đây, đây sách vở đây. Phiên bản KD 1500 thì bên em cũng có sẵn hàng, với công suất cho 1500W thì chỉ đánh được súc kép như coi 100 đến 115 thôi. Còn phiên bản KD 2000 công suất 2000W thì đánh được coi 125, coi 115 các bác nhá. Thì các bác thấy này, ở 4 ohm của nó là 2008, đấy công suất nghe đạt gấp rưỡi. Đấy, còn đâu là các bác nhìn đan pin nó này. Đan pin của nó lên đến 1200. Thấy không? Đan pin rất lớn luôn. Đan pin nó rất lớn thì cái độ nhạy ấy, cái đan binh nó rất quan trọng đối với con đẩy, là cái độ nhạy của nó ra thì cho ra bác chỉ nhích một tí thôi, là cái nhích cái âm lượng tí này là đánh ra rất mà tính rất là mạnh các nhá. Đan binh 1.8 thấp nhất, đan binh gần 1.200 trên dưới 1.2, còn cả nó gấp rưỡi so với con 1.500 này, có thấy không? 1.500 chỉ đan binh nó là 800, trọng lượng em nó là 38 kg cả thùng các nhá, thì bỏ thùng ra chắc nó khoảng 36 kg. Một con đẩy chính hãng nhập khẩu CLCQ, chất lượng đã khẳng định thị trường. Các bác đi để trên những cái clip mà anh em hay đi lắp sự kiện, mà bên em thấy tôi hay lắp cái bộ array lớn ấy, thì con đẩy này luôn là tâm điểm, tiếng ra rất hay, bay và đánh súp kép thì tiếng tuyệt vời luôn. Đấy, hôm nay mình review chi tiết đến con đẩy này, hiện tại em quay ngoài Bắc nhá, anh em có nhu cầu liên hệ em qua số online, em lấy tấm biển đây, giữ đây, liên hệ em qua số online đây nhá. Đấy, những người em cao số điện thoại đây. Hoặc đến cơ sở bên em là 364 Quang Trung, Hà Nội. Còn những bác nào ở trong cơ sở Sài Gòn, anh em đi chuyên đi sự kiện thì có những con đẩy cao cấp, có nhu cầu mua những con đẩy chuyên trị súc kép full đơn thì liên hệ đơn vị ở Mido, vì đơn vị em là đơn vị hàng đầu thị trường Việt Nam bán full các hãng đẩy khác nhau. Chính vì em bán full vậy thì đánh giá khách quan nhất để tư vấn các bác, cũng như anh em đánh súc co 110 đến 115 đổ lại thì em chỉ tư vấn các bác con KD 1500 thôi. Vì là để nó cho tầm tiền, vì các bác dùng cũng không hết, ví dụ như các bác đánh co 100 rồi các bác mua con này dùng cũng hết đấy. Nên tại sao em muốn nhấn mạnh là bên em bán nhiều mã đẩy thì em tư vấn, thứ nhất là để cho bác hợp túi tiền, và cái thứ hai là chơi nó hay và nó kinh tế cho các bác đó nhé. Và các bác có nhu cầu thì ở trong cơ sở miền Nam thì đến cơ sở bên em là 48B cư xá Ba Điểm, quốc lộ 2, quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn các bác nhé. Đấy, hoặc là mua sắm tại trực tiếp cơ sở bên em. Và xin chào tạm biệt các bác nhé.